Tôi hiểu được. Anh tin à, tôi tệ thật, nhưng mà tôi vẫn thông minh. Chính phủ Anh Quốc nếu trong vòng tuần lễ, tức là trước nửa đêm vào ngày lễ bình yên sắp tới đây, nếu không chịu phóng thích tên đầu sỏ của tổ chức khủng bố này, bọn phần tử khủng bố sẽ gây một chuyện thật lớn lao trong trường học tại Hồng Kông. Anh tin à, chuyện của chính phủ nước Anh mắc mới gì tới Hồng Kông mình đâu. Ngài xin nữ hoàng Anh này có nghỉ phép không? Nghỉ. Vậy là quan hệ. Phải rồi, đúng. Hồng Kông có nhiều trường học như vậy, có không biết học trường nào nữa. Tao đã phân tích rồi. Người nằm vùng của bộ chính trị vừa mới hy sinh là họ gái trong trường học quốc tế Aiden Smith này đi. Còn đây là bọn học trò đã học trong trường học này, đều là con trai con gái của các lãnh sự và các nhân vật quan trọng trọng yếu. Cho nên nếu là tao là phần tử khủng bố thì tao sẽ gây sự chỗ này. Dù anh đoán sai thì sao? Nếu tôi đoán sai thì tao đánh mày. Anh đánh thật? Thiệt như là vàng ba con chín vậy. Tụi bay chuẩn bị nha, tao đi ghi tên. Anh tin à, đừng đoán sai nha, đừng đoán sai nha. Xin hỏi là hiệu trưởng Kim ở đâu? Anh hỏi giám đốc Kim hả? Hiệu trưởng, không phải giám đốc. Cũng giống nhau thôi, đi thẳng quẹo trái phòng thứ nhất. Có phải Kim hiệu trưởng không? Phải, mời vào đi, mời vào. Nè, đang có khách, làm sao nói chuyện nha. Hello, có gì tôi có thể giúp được anh cô? Tôi muốn ghi tên học. Học trường nào? Adam Smith International. Học lớp nào? Form 6, 4 người. À, có chỗ, để làm thủ tục giùm anh nha. Sinh viên Châu Tinh Tinh bao nhiêu tuổi hả? 18 tuổi. Có phải không đó, tôi xem ít nhất cũng là 28 tuổi rồi đó. Thì chị sao? Ấy, không sao đâu. 28 cũng được, 38 cũng được. Chủ yếu là anh đừng có mặc cảm được rồi. Chỉ cần anh chịu có học hành, tụi tôi sẽ chịu giúp đỡ. Được vậy thì tốt. Học phí thì mỗi tháng là 4.000 đồng. 4 người thì là 16.000 đồng hả? Ngoài ra còn tiền sách vở mỗi tháng là 3.600. Còn có áo quần thể thao mỗi người là 2.800. Cộng lại tất cả là 41.600 đồng. Ông chủ, cảm ơn. Nè. Anh tới đây chi vậy? Đi học. Phòng giáo vụ ở đâu vậy anh hai? Có lầm lộn không vậy? Cảm ơn ta đi. Cảm ơn hai anh. You four wait here and Mr. Bond will see you later. Không biết chủ nhiệm quân đạo có hung dữ hay không hả? Làm sao giữ bằng chủ nhiệm Lâm của mình hồi trước? Khờ thiệt, tôi mình cho tiền người ta vô đi học, phải không Tinh? Hả? Thì ra chú Đạt. Nào! Kêu tôi là Bond, James Bond. Chú là James Bond, vậy tôi là Batman rồi. Nghe đây, tôi là chủ nhiệm quân đạo ở đây, James Bond. Không phải là Batman, không phải là Superman, càng không phải là chú Đạt. Đánh đi, chú có ngon đánh cái đi. Cái đám bọn công bộ chính trị đang dọn chúng ta kìa. Mặc kệ họ là thượng cấp, trung hạ bộ gì, tôi đến đây học thôi, chú đánh người hả? Không phải vậy, có lệnh cho tao chỉ đánh một mình mày thôi. Mau đứng em để cho tao đánh mày rồi rút lui về đi. Cùng lắm là tao đãi mày ăn khuya. Tưởng tôi điên sao? Cho chú đánh trận làm gì còn khuyên được nữa. Mày đừng lo, tao bảo đảm chỉ đánh nhà thôi. Nếu mà tao đánh mày cảm thấy đau mà đánh trả lại đi. Vậy được. Được. Tôi đừng ăn khuyên nữa, trả tôi ngàn đi. 500. 800. Cũng được. Wow, tụi nó là kẻ thù. Nè, hồi nãy mày đã lời 800 mà lấy ra đã tăng công được hay là không? Đại chú ăn chuối thì được. Sao cả đời mày cao khen vậy chứ? Ê, cứ bên trái bên phải gì hoài chán quá đi. Mỗi cổ gần chết. Tao đánh mày còn chưa mỏi sao mày mỏi? Tôi thì tình mỏi lắm mà. Cứ đánh một kiểu hoài, có chiêu gì khác đi. Có. Ê. 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 Hả? Hả?
Sao cái không lại có cây gậy này ở đây? Anh tin à? Anh không sao chứ? Không sao. Bây giờ sao hả? Chờ cơ hội đánh trả thù chúng ta ăn trận. Đâu phải, tôi hỏi nhiệm vụ kế lại gì? Vậy nè, mình phải nói thông dây trời đất ở trong cái trường này. Tao muốn biết được nhất cử nhất động của thằng Mai trong cái trường này. Hiểu rồi, tôi đi trước nha. Nè, đi đâu? Qua anh kia. Qua bên làm gì? Thì để mặc kệ cho tụi tôi. Có kìa, thái độ gì kỳ vậy? Anh tin à, vậy tụi mình qua bên nào đi? Đâu cũng được, đi đi. À, còn giỡn hả mày? Uống xong chưa? Sắp xong rồi, chờ thêm chút đi. Mau lên. Xin lỗi anh nha. Kêu là chị mới đúng. Cô không nói làm sao tôi biết? Thì bây giờ anh biết rồi. Nhưng mà không giống. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Xin lỗi mau. Còn không mau xin lỗi. Xin lỗi cô hai nha. Xong chưa? Anh tin à? Anh tin à? Hả? Sắp tối rồi, còn chưa tìm được lớp học đó. Hỏi người ta đi. À, người này chắc là cô gái đó. Nhà cô à, lớp học đâu? Cô em à, xin hỏi phòng 507 nằm đâu vậy? Ở tầng dưới. Thank you. Tiểu thiếu sống nước này không hợp với em đâu. Nam nữ gia chánh ngẫu nhiên gặp nhau gây ra dòng tố, nhưng mà tiếc là tất cả đều chết hết. Kết cục là bi kịch thảm thiết lắm. Cô mới tìm những sách vui đời mà coi đi. Vui đời? Vui đời. Thí dụ như là Ảo Tử Mùa Xuân của Dịch Thư, Thành Thị Đạp Nhân của Bắc Điều Ti, Bác Sĩ IQ của Điểu Sơn Minh, Lòng Hổ Môn của Quỳnh Ngọc Lan, tôi tin là thích hợp với cô lắm đó. Anh tin à? Không ngờ cơ sở văn học của anh thâm hậu như vậy. Thì là hết sảy đó. Tôi không hiểu tại sao người ta nói anh là ba trợn. Đúng vậy. Thật là tiếc. Anh Tính à, anh Tính. Cô đệ tử mới. Mày hả? Phải, tôi cũng biết làm lạ đó. Kêu đại ca đi. Đại ca. Hello, how are you? Phải đóng bao nhiêu tiền vậy? Đóng tiền gì? Đại ca nào cũng lấy tiền đó. Nó nói gì vậy? Có hội gì ở trong trường này á, nó đều vô hết. Phải rồi, từ hội trong lớp đến xã hội đen, phải đóng bao nhiêu nó đều đóng hết. Ở đây có xã hội đen hả? Có chứ, đằng kia kìa, tổ chức bi đó. Nó là người da đen chưa chắc là xã hội đen đâu. Người da đen cũng có vậy. Cái kìa, tụi si đó. Si? Si for califragilisticexpialidocious, đúng không? I see. Nhưng thật ra tao muốn hỏi mày về một người. Theo tao. Rồi, trả tiền đi chứ. Trả tiền đi. Nè, 30 đồng thôi à. Lấy đi, mày đi. Lấy đi. Rồi, được rồi, được rồi. Đi. Khoai Lang. Dạ. Xong chưa? Tôi đã nói được là được. Không thành vấn đề. Có chị nè, có một chỗ rồi, đằng kia kìa, mời ngồi đi, nè, trả tiền rồi, ngồi đi, ngồi đi, chỗ của anh ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, tới đây đi nha.
Khỏi phải đóng tin thánh giá. Nếu mà không bị đóng thánh giá, cha đâu có thánh giá để mà đeo vậy chứ. Nè, tức là cha thất nghiệp đó, bộ không sợ sao? Judas phản bội Giê-xu là do thần sắp đặt. Phải, tức là thần chuyên môn sửa lưng Judas đó. Thần, xin thần tha thứ tôi dùng bạo lực. Xin thần chỉ dạy tôi làm sao để cứu đứa học trò này. Anh tin à, ở đây không có ai cai quản đâu. Anh muốn làm gì thì làm đi. Muốn gì? Trò muốn chép thánh kinh nữa à? Chuyện nhỏ thôi. Về chuyện thần có cứu tôi hay không sau này tôi mới nói nữa. Còn bây giờ tôi muốn lập tức cứu cha đó. Quá hô anh tin. Anh cho một quả đấm thô sơn thì là hay quá. Nhưng mà tôi có dự cảm là hình như không tốt đó. Mày thật là dại quá. Có gây sự dai cũng được, sao lại chạm với một sư dương? Một sư dương là người lớn nhất trong trường, còn lớn hơn tao và hiệu trưởng nữa. Mày xâm phạm tao, ổng bị đuổi ra trường lúc nào cũng được. Sao không chịu nói sớm? Tao quên nhắc mày chuyện này. Đi! Đi! Tôi coi trò, làm sao đi cứu tôi đi? Đi! Ông giỏi thiệt là chủ nhiệm quân đạo. Cần gì phải nói, dừng bước lại. Chủ nhiệm quân đạo, có chuyện gì? Không có gì. Có chuyện muốn hỏi chú thôi. Mời vào toilet. Cần gì vào toilet? Phiền chú chút đi mà. Ở đây em được sao? Toilet hay hơn. Quay, đừng có chạy nha. Chú nhiệm quân đạo. Ây à, tin à, lục cả trường là như vậy, tao đâu có muốn đánh mày đâu. Chú điên rồi sao chứ? Tôi có so đo gì với chú bao giờ đâu. Chú thấy tôi đánh chú bầm mặt vậy là tôi đâu giận chú đâu chứ hả? Phải rồi, mày không lấy cái mạng của tao cũng như là để mặt tao rồi. Cảm ơn à. Thương chú mà. Lần này đáng mời chú uống ly trà chứ? Đáng. Uống trà xong mua cho tao một gói cơm nếp và một dĩa há cảo cho tao ăn nghe. Nhớ hả? Cái thằng chó đó không có biết bí mật vô đây để làm gì. Mặc kệ đi. Tóm lại đừng cản trở tụi mình làm việc được rồi. Quan trọng nhất là đừng có để cho nó tới gần Sandy. Sếp bà lần sau tôi không dám gì nữa đâu. Đồ ngu ngốc. Coi mày tới sau này còn dám làm nữa không? Dĩ nhiên không dám. Nhưng lần sau đừng có mạnh tay tôi vậy được không? Không đánh mạnh làm sao mày sợ chứ? Đúng rồi. Về lớp học. Thank you sir. Ê, chạy. Đưa qua đây. Ném qua đây. Qua đây nè. Qua đây. Yo Anh tin, anh thì là quái phong đó nha. Anh đánh bể cái banh quả thì là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Hãnh diện không? Hãnh diện chứ. Thiệt là hãnh diện đó. Cô gái đẹp la hét không vậy? Không những la mà còn rên nữa. Là ai vậy? Hễ. Hey, anh tin à, lúc trước công lực của anh chỉ có thể chụp được cục đá thôi, không ngờ bây giờ lại tiến tới cảnh giới đánh bể banh luôn, lại có tư thế rất ngoạn mục, anh lợi hại đó anh tin à. Bộ chụp được cái banh là hãnh diện sao? Còn chụp được gì nữa? Đang chụp được nữa kìa. Trời lợi hại quá ha, biểu diễn coi. Có cơ hội mà, chờ coi đi.
Vậy về anh nha hả? Tôi về anh đó. Té ra bộ chính trị đã bố trí binh tướng trong này rồi, chứng minh là dự đoán của ta không sai. Cái trường hợp này quả là có vấn đề mà. Được rồi, lần này mình khỏi bị đánh nữa rồi. Alo, có tin tức gì không vậy? Định mời bạn gái tôi đi ăn cơm. Tôi cũng vậy. Nói bây giờ tới giờ rồi sao? Trở về làm bài đi. Chào Tinh Tinh, bộ chính trị chúng tôi muốn mời anh về sở uống cà phê. Đại ca, uống cà phê hả? Cho đi với. Tụi anh tới trường học đó làm gì? Anh lãng trí hả? Tôi nói nhiều lần rồi mà, tôi muốn đi học thôi. Kêu tôi là sơ. Kêu sơ hả? Vậy sơ dạy khoa nào vậy? Thấy cái tướng sơ của bộ dạy là giả sử rồi ha. Không, trung sử. Tôi cảnh cáo các anh nha, về sau đừng có theo anh này vô trường, nếu không tôi bắt hết các anh đó. Ê, điều gì? Tôi không đi học thì không có việc làm, tại vì tôi là sinh viên. Thì phải rồi, đâu có lý gì không cho người ta đi học chứ. Châu Tinh Tinh bây giờ không còn là người của đội cảnh sát nữa, có phải không anh Đạt? Thế nào? Bộ không sợ tôi nói sao? Tôi không sợ tôi nói chúng nào. Nè nghe đây, sau này phải cố gắng học hành, không có được điều tra, không được cô gái, không được đánh chủ nhiệm quân đạo. Yes sir. Về đi. Goodbye sir. Thank you sir. Được rồi, về. Cái vụ án này nếu mà có gì sơ sót thì cô phải phụ trách. Let's go. Có phải là do anh sếp đặt không? Tôi muốn làm gì cô đừng có hỏi được không? Được, tôi đã tin cậy anh rồi mà. Mặt của anh không sao chứ hả? Thiệt là nhiều chuyện. Alo. Sao hư rồi? Mặc kệ đi, chị Điểm nói đây mà. Xong giờ nha. Sao không ai hết vậy? Cẩn thận nha, tụi nó chưa định ở đây. Target is Adam Smith International School. But the cops are already at the school. Cops? You're afraid of cops? Now, mate. Anh Tinh à, nếu để cho thằng này biết được thân phận của mình á, thì tụi mình rất nguy hiểm đó. Hay là... Đại ca, đừng giúp tôi bịt miệng nha. Tóm lại sự bí mật này nếu mà có đứa nào tiết lộ cho người ta biết. Ha? Không thể vậy đâu. Tôi đã vô hội các người rồi mà. Muốn không có chuyện thì mau mau làm bài vở hết đi. Dạ dạ, làm xong rồi. Anh Tinh à, cái hai file đâu? Bán rồi. Upgrade à? Không có tiền. 100.000 của tao tụi bay đã phung phí hết trơn rồi. Phải bán mới có tiền. Anh Tinh à, đừng có sợ. Để tôi giới thiệu thằng cho gia cho anh nha. Thằng nào? Anh Tinh à, 6 giờ rồi. Về làm việc đi, nếu không tính thêm giờ đó. Về đi. Ê, Miss Ho. Lâu quá. Tôi không muốn lại nhảy với cô nữa. Tôi về nha. Bye bye. Đi về. Bye bye. Mẫn. Dạ. Sao mà tôi nói nó đi về vậy? Tôi nói lên làm ống nước. Ống nước? Bây giờ tôi đang học nghề sửa ống nước. Dạ. Tóc số ốc của em nó lại dài ra nữa rồi. Không thành vấn đề. Ngồi đi. Cảm ơn. Thưa ông mấy người. Là một người. Anh đã đặt tiệc đám cưới rồi chưa? Đặt rồi. Ủa? Sao lại không thấy hai file ở đó nữa? Hả? Cần gì hai file? Bây giờ có em ca hay như vậy rồi, cần gì hai file nữa chứ? Anh nói cái gì đó? Tức là nghe em hát còn hay hơn hai file nữa. Nè, ngày mai này đó, em có hẹn với một người trung gian địa ốc đó. Anh nhớ đem theo gửi ngân phiếu đó nha. Em muốn đặt cọc sao? Cần gì gấp như vậy chứ? Sao bộ anh không có tiền à? Có đây nè, lần trước em đưa anh vẫn còn ở đây mà. Nhưng nếu mình hối hả đi đặt cọc như vậy, tức là mình phải trả góp rồi. Trả góp thì trả góp chứ, anh có thể đút đơn xin trợ cấp cho công chức nữa mà. Đâu còn tình hình này nữa. Tại sao mà không có? Vì anh nằm dùng mà. Nằm dùng? Sao anh nói là đã được thăng chức? Thăng chức thiệt,
Nhưng vẫn còn nằm dùng. Bây giờ anh là quan chỉ huy trong bọn nằm dùng đó. Cái chỗ này không ai cũng làm được đâu. Em phải mừng cho anh thì mới đúng chứ. Em có vui không vậy? Cười đi. Như vậy nó có trở ngại hôn lễ của mình hay không? Đừng có trở ngại nha. Đừng có trở ngại chuyện của mình nha. Trì hoãn nữa là anh chết đó. Anh làm gì vậy? Hả? Không có gì. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Phải rồi. Em nói nha. Làm ơn mau mau đi. Hôm nay tôi dạy các người chơi judo. Muốn tập chơi judo cho giỏi đó thì phải dùng sức lưng này nè. Hả? Tới đây. Ê à. Ê à. Ngoại trừ biết dùng sức lưng đó thì sức chân cũng phải hết sức quan trọng. Tới đây. Ê à. Ê à. Nè, thấy chưa hả? Thật ra judo có thể thiên biến dạng quá. Thí dụ như là ê à. Ê à. Ê à. Ê à. Ý. Nè Sandy, cô ra đấu thử với anh ta coi. Dạ. Thầy à, cô là con gái đó. Tôi đặc biệt kiếm một người nhỏ bé nhất ra đây đấu với anh ta. Nếu mà kiếm người khác tôi e rằng anh sẽ chết thôi. Chuẩn bị. Đấu. Làm gì mà nhảy cha cha vậy? Đấu đi. Hey. Ta chơi. Yeah. Cảm ơn nhiều nha. Được rồi, coi như quê đi. Ê, sao tắm mà quá vậy? Anh cũng chơi judo hả? Biết chứ. Sao lại tắm? Tụi mình là người hợp tác với nhau. Sandy không có quan hệ vụ này đâu. Sandy, tôi không hiểu. Tôi tới đây học thôi. Nếu tới đây học thì anh đừng nên tới đây để mặc cô gái. Đâu có. Vậy không lẽ cô ta cua anh? Nhìn mặt anh kìa, nhìn kỹ đi, nhìn đi. Có chứ nào con gái thích không hả? Nói đi, anh nói đi, có không? Có không? Không có. Vậy thì đúng rồi. You got it. Give me five. Yeah, you got it. Yeah. Hey, give me five. What? Give me five. Nếu cô gái thì cô Sandy thôi. Ui, làm gì mà hôn nhau vậy? Tụi anh hôn với nhau sao không kêu tôi hôn chứ? Ê, được được, anh chờ lần sau nha. Cấm chạm tới cổ. Ê, có nước gội đầu không? Cho tôi nước gội đầu đi. Thank you. Don't say thank you. Nói cảm ơn được rồi. Cảm ơn. Đại ca, đại ca. Quay. Mày quen cô tóc ngắn đó không vậy? Ai tóc ngắn? Cái cô tóc ngắn đang coi sách kìa. Ngó là biết gái lẳng lơ liền. À, cô là Jackie. Là chị của Sandy đó. Ở đây em cũng sợ cổ hết. Sao hả? Có kế hoạch gì chưa? Đúng vậy. Bây giờ trách nhiệm của mày là vụ cô gái tóc ngắn ngắn lẳng lơ ngoài kia đang ngồi xem sách đó, mày có thấy không vậy? Hả? Cô đó hả? Thôi đi. Hay là để tôi dụ cô bên cạnh nha hả? Cô bên cạnh tao giải quyết cho. Mày phụ trách cô gái lẳng lơ đi. This is order.
Cô à, cô có rảnh không? Anh nói cái gì đây? Chỉ cần một chút thôi. Tôi có rảnh hay không mắc mớ gì tới anh chứ? Làm phiền cô vài phút thôi. Không được. Nha, mất dịch. Để con chạy đi đâu nha. Nha, đừng để tôi bắt được anh à. Nè, em cảm thấy hình như là mình quen nhau lâu lắm rồi. Anh cũng có cảm giác giống vậy. Để em nói thiệt cho anh nghe nha, em rất là thích anh. Anh biết. Để nói thiệt cho em nghe nha, anh không có cần thị đâu. Nó cản trở mà. Nói về chủ đề nha. Hồi nãy anh nói gì? Nói về chủ đề đó. Phải. Anh muốn hỏi em là có biết một người tên là Michael Chen không? Có quen Michael Chen không? Không quen. Gì? Không quen. Michael Chen đó. Em không quen. Mike Chen đó. Mai Chu thì có, Peter Chen em cũng quen. Nhưng mà em không quen Mai Chen. Sao lại vậy? Có phải em đã quên không? Suy nghĩ kỹ đi, chuyện này quan trọng với anh lắm. Em nghĩ chắc chị hai quen anh ta đó. Vậy đi kiếm cô đi. Để coi anh nín thở được bao lâu. Ây da. Thế đi chơi, chơi chung nha. Đừng hết sáo, tự nhiên đi. Ngồi vậy. Có sao không? Không sao. À, chị hai. Hả? Chị có quen người tên là Mai Chen không? Mai Chen. Phải, em nói đi. Ai là Mai Chen chứ? Mai Chen là người này nè. Ồ, là cái anh chàng rút dù. Chàng rút dù? Thì là anh chứ ai. Anh ta nổi danh rất nhút nhát. Một tuần lễ 4 ngày không tới nhà trường. Khi vô lớp thì lại ngủ gục như vậy nè. Vậy sao? Phải. Vậy bình thường thì người ta có hoạt động gì không? Nếu có hoạt động thì làm sao gọi là rút dù chứ. Rút dù là rút vào một xó đó biết chưa. Hả? Ê, đi chơi banh. Chơi banh đi. Lần này dù sao đi nữa em cũng phải thử cho biết mới được. Anh nghĩ là thôi đi. Anh nghĩ cái trò này không phải là cái trò của bọn trẻ mình đâu. Chị hai đã làm rồi, tại sao anh còn quê mù quá vậy? Bọn chưa từng thử. Phải, anh chưa thử qua. Em cũng chưa có từng thử đó. Vậy à? Vậy tụi mình thử đi. Thử xong thì mình không còn là con nít nữa đâu. Ừ. Anh tin là thử đi. Thôi đi mà. Đừng có sợ, ở đây đâu có ai chứ. Thôi đi mà. Một lần thôi. Ok ok. Mau đi anh. Chịu được nổi không? Chịu được. À. Mau đi. Được rồi được rồi. Ừ. Không hối hận chứ? Không hối hận. Nhắm mắt lại đi. Ừ, không nhắm. Thử nha. Vậy thử đi. Chơi. Anh làm gì vậy? Anh có bệnh chuyển. Không phải, không phải, không phải. Chỉ hết hơi thôi. Hết hơi. À, à, ừ. Ê, cặp kính đâu rồi? À, kính đâu? Cái gì kính? Kính mắt kiến, mắt kiến, mắt kiến đâu rồi? À, 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 cảm ơn. À, cảm ơn. Nè, thấy sao hả? Đã lắm, còn anh? Very good. Những cô còn bé đừng có thử cái này nha. Sau này muốn thử nữa thì đi kiếm anh đó, biết chưa? Bệnh không sợ đứt hơi à? Sợ chứ. Nhưng mà là vì em biết sao bây giờ. Chào Tinh Tinh, chạy đi đâu. À, nè, 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 nè. Đừng sợ, đừng sợ. Xuống đi, xuống đi. À, thầy hả? Tôi có chuyện muốn hỏi trò. À, hỏi đi. Thầy suy nghĩ lâu lắm rồi, chỉ có trò mới dạy được thầy thôi. Nói đi. Làm sao mới cô gái được? Cô gái hả? Ừ. Sao hỏi tôi? Hồi nãy thì nhìn thấy hai đứa. Về kỹ thuật lão luyện lắm.
xinh đẹp nữa, đầu giống như cô. Phải rồi, vậy thì cô kêu Sandy đi chơi tụi tôi đi. Tôi không đâu có thể gì, có phải không? Chỉ cái đầu của tôi khó coi chút thôi. Mắc dịch mày đó. Anh, có phải có bạn gái khác không? Có phải có bạn gái khác không, nói đi. Không có. Không có sao lỗ tài đỏ dữ vậy? Đâu biết. Anh nha, anh quen biết thứ bạn bè như vậy là mất hết mặt của tôi rồi. Tôi nói cho anh biết nè hả, anh đừng có để tôi gặp được Châu Tinh Tinh nha. Hả? Nếu như để tôi gặp được ảnh thì tôi sẽ thủ tiêu ảnh, nghe rõ chưa? Có phải anh không muốn ra ngoài dạo phố với em không? Đâu có phải vậy, đâu phải. Nếu như anh không muốn đi dạo phố với em thì đừng có đi. Còn nếu như anh muốn đi với em thì để em nắm bàn tay của anh, đừng có ai nắm bóp như vậy. Đâu có chuyện gì đâu chứ. Đi mua đồ ăn. Hồi nãy nói cái gì? Bây giờ tôi hỏi anh lần nữa, tôi có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Hả? Đẹp, đẹp. Nói đi. Mình đi chỗ khác nha. Sao vậy? À, anh muốn đi toilet. Em chờ anh. Đi chung chờ làm gì? Em. Thôi đi, cần gì toilet nói chuyện. Nói chuyện ngoài được rồi. Anh không phải đi toilet sao? À, anh muốn chờ lát. Anh chờ được hay sao? Trên đời đâu có chuyện gì khó chứ. Coi em có lòng thành không. Đi mua đồ ăn đi. Ồ, vậy anh chờ em nha. Được. Làm cái nằm dùng cậu hoàn cảnh gì, có chuẩn bị rồi mà. Wow, anh lại dở cái trò gì đây? Đi mình đi. Khoan đã, em gặp người quen kìa. Bác trai. À. Bác gái. Ồ, Sandy đó hả? Dạ thì là ngẫu nhiên. Nè, cô này là cô Mẫn, hồi trước cổ về bộ túc cho em đó. Cô Mẫn à, sau khi cô không dạy bổ túc cho tôi nữa thì bài vở của tôi kém hơn xưa nhiều. Nếu như cô có rảnh thì cứ tới nhà của tôi học đi. Nhưng mà tôi sắp sửa dọn đi rồi. Vậy hả? Tôi phải rồi, phải. Vậy sao? Chúc mừng cô, chúc cảm mừng cảm cô nha, cảm ơn nha. Chúc mừng. Tôi cũng là cặp bồ đó. Là bạn trai cô à? Hello, xin chào anh. Nhưng mà anh rất là nghịch ngợm đó. Tối ngày cứ như vậy hoài. Cũng thiệt là thú vị đó. Mình đi. Hả? Mình chưa có ăn mà. Anh không được khỏe nè, về đi. Đi đi. Vậy thôi, xin lỗi nha, xin phép bác. Bye bye. Đi về. Lần này bye bye được thoát nạn rồi. Tên nào? Ai vậy? Ao đây. Làm người đánh bạn. Có nhìn làm gì đâu. À, nếu mà tao không nghe cái giọng của mày, xém chút tao nhận ra mày rồi. Ê, ngồi xuống đi. Thì đây là cậu. Ê, ngồi xuống đi. Nè, ngồi xuống đi. Gặp hoàn cảnh như vậy để tao giải quyết giùm cho mày. Cô Mẫn, cô đừng có giận nha. Tại sao dạo này thằng Tinh nó thường đi chung với cô Sandy? Chủ yếu là vì công việc mà thôi. Nhưng mà trong lúc này hai người họ có chuyện gì với nhau thì khó nói lắm. Nè, ngồi im đi. Những cái chuyện này xin cô đừng có tưởng là sự thật. Còn cô á, đừng có làm thiệt tình nha. Cái thằng Tinh này rất là có tinh thần phấn đấu. Nè, lần này nó bị bộ cảnh sát sa thải nó. Nó cũng quả quyết về Nam Dung mà. Còn nữa, cũng vì cái bổn phận Nam Dung, thậm chí số tiền 100.000 cô đưa nó để dành kết hôn nó cũng xài luôn. Hả? Thật là một người rất hiếm có. Bây giờ nó thiệt là đau đớn à. Cô coi gương mặt của nó là rất là đau đớn kìa, phải không hả? Cho nên các vị phải tìm kiếm biện pháp để mà giải quyết giùm cho nó. Vậy là khỏi cần kết hôn rồi. Hay à, biện pháp này thiệt là tốt đó. Như vậy giải quyết xong rồi, nói ra là giải quyết ngay, không kết hôn là được rồi. Lần này bị chú Hải chết tôi rồi. Chú thiệt là con heo bụng phệ. Tại sao lại sỉ nhục tao? Tao giúp mày mà. Hay, rất may bộ chính trị của chúng ta không có loại người như anh này. Jeez, heo bụng phệ. Heo bụng phệ để anh gọi sao? Cái gì? Gọi heo bụng phệ không được hả? Cái gì? Heo bụng phệ. Tại sao đánh người ta vậy? Tại sao nó nói tôi? Tôi cũng nói, sao không đánh tôi? Tôi đánh không thắng anh. Anh thì là giỏi. Uống trà đi. Anh đừng có bực tức nữa. Bộ chính trị cứ liên tục tố cáo anh. Thật ra tụi nó kỵ tài thôi. Anh yên tâm, có tôi đối phó được mà. Nhưng cái vụ này phải trông cậy anh đó nha. Thật ra vấn đề không phải xảy ra trên mình của anh, cũng tại vì Châu Tinh Tinh. Cái anh bạn trẻ này làm quá đáng rồi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh cũng phải cẩn thận mới được đó. Nè, chơi cho vui đi. Tặng cho anh cái thẻ tín dụng phụ thuộc đó. Cô dạy đời tôi phải không? Đâu phải.
Sau này ở trước mặt tôi đừng có nói xấu bạn bè của tôi. Tôi rất là thưởng thức con người có cốt khí như anh vậy. Anh biết không, tất cả các người ở trong sở cảnh sát ai cũng khâm phục anh, nói anh là người chính trực, làm việc đắc lực, tích đức làm lành. Nếu như ở trên thế gian này có được nhiều người như anh thì thế giới sẽ được hòa bình. Anh chuẩn bị làm cái gì? Phải đuổi thằng đó ra trường. Hay lắm. Anh sắp kết hôn rồi, còn theo làm gì nữa? Em thích mà. Không có tương lai đâu. Em không cần tương lai. Em không cần cho người khác đi, đừng tới làm phiền anh được không? Vậy còn em tính sao? Em muốn làm gì thì làm đi, tính sao tính, làm gì hỏi anh chi vậy chứ? Vậy em hỏi anh có từng yêu em không? Đôi bên cho vui lúc thôi mà, cần gì nói chứ yêu gì. Làm gì vậy? Tao có bệnh truyền nhiễm hả? Chắc kỳ nói anh là người vô tình vô nghĩa, biểu tôi đừng có chơi chung với anh nữa. Các tòa thân mến, hôm nay chúng ta làm thử trách nhiệm, có tán thành không? Dĩ nhiên không tán thành. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Đồ khốn nạn. Trước mặt của tao mà dám liền vậy hả? Lúc tao biết liền cái này, chạy cáo mà chạy chỉ bán có một đồng một sâu thôi. Về học đi. Cho kêu đi. Tôi kêu. Phải. Thầy là thầy giáo mà. Tôn nghiêm thầy để đâu rồi? Sao dạy học sinh đây? Kêu đi. Tôi về học rồi. Lớn tiếng chút. Tôi về học rồi. Nói cả câu. Bây giờ tới giờ học rồi. Hôm nay làm trắc nghiệm. Bây giờ tới giờ học, hôm nay làm trách nhiệm. Vậy được không? Trách nhiệm. Trách nhiệm. Trò chỗ Tinh Tinh, ra đây. Tôi đang buồn bực là chú muốn làm gì đây? Nè nghe đây, tao cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Lệnh gì chứ, buông đi. Huy, ở đây hả? À, hiệu trưởng. Huy, cho Tinh Tinh lâu rồi không gặp hả? Lâu lắm rồi không được gặp. Sao, làm ăn sao hả? Đều như các trò trong lớp nể tình thôi. Nè, bây giờ trò làm cái gì? Đâu có làm gì đâu, chủ yếu làm chiếu cố thôi. Nè ở đường Miễu tôi có sang được một tiệm bán đồ khuya đó, trò có hứng thú hay không? Bán đồ ăn khuya hả? Việc này được đó. Vậy thì trò tham gia vào. Cảm ơn. Nè, gia trưởng của trò tới kiếm có chuyện gì? Gì gia trưởng? Má của mày. Tất cả đừng gồ màu, cho thời gian tôi suy nghĩ chút coi. Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Được. Phải rồi, còn trẻ tôi mà không có được đi học. Nè anh nói cái khỉ khô gì đó hả? Ê, coi tướng tôi nè, tôi giống cái gì? Nhìn đi, tôi giống cái gì? Ê, cái gì nữa? Đúng rồi, ông đoán đúng rồi, tôi là đĩ. Không sai, tôi ở đơn vị C số 167, đường Hoàng Hậu. Chiêu bài dùng đèn neon màu vàng, viết thanh xuân ngọc nữ là tôi đây. Tôi làm điếm 25 năm rồi, có rảnh tới đó thử coi nha. Vậy lấy bao nhiêu tiền? Tôi chỉ muốn biết thôi. Chỉ 100 đồng, còn phải mua một tặng một nữa có khổ hay chưa? Một đêm rước 10 người khách, chỉ nhận được có 500 đồng thôi. Tôi nói cho biết nè, nếu cả tháng tôi nằm im không nhúc nhích ở chỗ đó cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Ông làm ơn cầm nhiều điếu thuốc tôi chửi thằng này mới được. Thằng khốn nạn này, mày nói là mày đi học trường tiếng Anh để dắt mấy thằng Tây về cho tao mà, ai ngờ lại tới đây để mà liêu lỏng hả, còn không chịu nhận tao thì chữa đi. Ai à, thì là khổ quá đi. Ê, làm đĩ mà có súng kìa. Phải rồi hả? Ai à, ai à, tuy rằng tôi đã làm đĩ nhưng mà tôi cũng nhớ một cây súng cho nó chơi đó, tại vì nó thích chơi súng hả? Cảm ơn má. Ơi, đưa cho má, đưa cho má. Má nói mua cái súng này cho con mà. À, phải đưa cho con mà. Đưa cho má. Tất nhiên là của con rồi. Mày đưa lại cho tao đi. Súng thích chơi súng đó mà. Má nó cái gì nữa nè. Đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy mau. Mày chơi thì chơi, đừng có chỉ cho tao. Chú đừng ngó tôi nha. Ê,
Nè, mày đã chế ai thì cứ chỉ vào người đó đi. À, nè, trò cho Tinh Tinh, trò cho súng trong phạm vi nhà trường là vấn đề rất là quan trọng. Tôi muốn đi học. Không được, bỏ cái súng xuống. Không cho học mà chơi súng, tôi chơi đi. Đừng mà, cho Tinh Tinh. Ông không sao chứ, ông không sao chứ hả? Không sao, không sao, cái súng con nít chơi nữa lớn tiếng quá. Phải. Ôi, đừng có giành. Uầy nè, đừng giành nè, đừng có giành nữa. Hờ, cái súng nhúng xuống thiệt quá ha. Đừng chơi nha. Có gì đáng sợ chứ. Chỗ này là tôi cai quản mà. Qua, tiếng nổ thiệt là giống súng thiệt ha. Wow, cái súng này nổ rất lớn tiếng. À, bà Châu à, cây súng giống súng thiệt này mua ở đâu vậy? Mua cái đầu của ông. Bà Châu, để tôi giao quân còn của bà. Đi. Ê, nè, Tinh à, có phải là mày muốn làm hại tao hay không? Bây giờ chú đang hại tôi mà. Chú bắt tôi thôi học là nghĩa gì đây? Mày còn ở đây làm gì nữa? Ở đây có tao phụ trách rồi. Chú đừng có tán tầm lương tâm được không? Trước sau tôi muốn giúp chú thôi mà, chú biết không? Mày muốn giúp tao à, tao muốn giúp mày đó. Mày quả thiệt là ích kỷ, để tao thử lần có được hay không. Thành công hay là thất bại cũng được mà. Mày làm ơn, để cho tao phụ trách đi. Nè Tinh à, sự nghiệp, tình yêu, tiền đồ của tao, tất cả đều ở trong tay của mày. Nếu giúp tao thì đi về đi. Mày không lên tiếng coi như là ân thuận đó. Chỉ là cái súng trẻ chơi thôi, sao bà khẩn trương vậy? Vì là súng cho con chơi, chỉ cho con nít chơi thôi, không cho người lớn chơi. Ông bắn hết đạn của tôi rồi, tôi báo cáo thế nào đây? Bà Châu, bà có thời gian qua bà về. Đi về con. Sao mày đi mau quá vậy? Bây giờ tôi về nha, bye bye. Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà, sao lại chửi tôi? Ê, người ta làm đĩa ông tôn trọng người ta, án cho người ta chửi ông đó. Đi về ăn khuya đi. Đại ca. Về hả? Tôi giữ cho đại ca số điện thoại, mai mốt mình đi uống cà phê nha. Gì đó? À, bảo đồ của nhà trường, mai mốt đây không sợ lẹt. Mày vậy hả? Không phải, tôi lộn được. Ai vẽ đây đồ kỳ vậy? Cái này tôi đâu có biết. Xe này đâu? Không thấy. Cũng không thấy, bây giờ tôi đang bận sao? Anh có lộn hay không vậy? Tôi đã kêu anh coi chừng nói giùm tôi mà. À, hình như cô ta xuống lầu rồi. Sao mày không nói sớm chút chứ? Uê, còn có một chút nè. Nhai vô miệng đi. Nè, coi giờ đi. Tôi không có đồng hồ. Làm việc. Ừ, đi. Xếp lý, chuẩn bị xong. Over. Ê, Kim Vũ đã. Đi. Make sure you know where they are. Got it. These guys are real amateurs. Yesterday, Prime Minister John Major told reporters that Britain had no intention of yielding to any terrorist demand. He denied that any negotiations have taken place between the terrorist group and the British government. Let's see how tough they play when I have 300 school kids in my hands. Roll the ball. See you later. Hello. Không nghe gì. Tôi đi coi. Ê, nói chuyện bí mật cho tụi mày biết nha. Cái gì? Ở Hồng Kông có phần tử khủng bố đó. Jeez. Merry Christmas. Merry Christmas.
I don't want to hurt everybody. Tất cả chuẩn bị. Mau lên. Hello. Anh Tinh à? Nói lớn chút đi. Anh Tinh! Tôi chết hả? Cái gì? Còn bộ chính trị đâu? Chú Đạt đâu? Lập tức báo cảnh sát. Tao tới ngay, biết chưa? Bộ chính trị đi. Hello, tôi là Châu Tinh Tinh đi. Anh điên sao? Hello, 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 hello. Bây giờ phải gọi chỗ nào đây? Gọi đi, gọi báo lên đi. Got a map ball frequency hidden out from around here. Can't you jam the signal? I can't. It's like a signal pattern. It's moving too fast. If I didn't check it out. Follow me. Wait. I'll do this one. What's the problem? Someone's escaped. Shit. Get him to the basement. Move. Up. Get up. Move. Move. Anh về đây làm gì? Có một khủng bố quả lực ghê gớm đang bắt đường số con tin. Tôi muốn xin ông phái đội SDU đi cứu bọn họ. Có được hay không? Tôi chưa nhận được lệnh cấp trên. Không có lệnh đâu. Bởi vì cái vụ này chỉ có một mình tôi biết mà thôi. Hồi trước anh là đội trưởng ở chỗ này. Chúng tôi không nhận được lệnh cấp trên thì chúng tôi không ra tay đâu. Tôi biết. Nhưng mạng người quan trọng lắm. Bây giờ là nguy hiểm nữa. Hết giờ rồi. Xin lỗi, không thể giúp được anh. Vậy làm ơn cho mượn cái thẻ phát mệnh lệnh. Không được. Châu Tinh Tinh, anh muốn ở tù phải không? Yes sir. Để tăng trung đội, đơn vị ABC lập tức xuất phát. Đang có mấy trăm nhân mạng đang chờ các bạn cứu đó. Hậu quả như thế nào tôi gánh cho. Có tin tôi không? Yes, yes sir. Xuất phát. Cầm lấy. Dưới hồ bơi có hầm phòng không có thể đi ra ngoài được. Tất cả đi theo tôi. Bên kia.
Mau lên, tránh ra để cho tôi. Chạy mau, chạy. Tại sao đột nhiên sáng loài như vậy? Ủa, anh cặp kính tôi đâu rồi? Không có đeo kính thì như thân thể em được thoải mái. Hả? À, ở đây. Cái đồ khốn nạn làm nổ lối ra rồi. Phải nổ chết hết bọn mày. Sao lại có bánh mì ở đây? Mau đi, mau lên đi, mau lên đi, mau lên, mau lên, cẩn thận đó, cẩn thận. Mau lên, nhanh lên, nhanh lên, từ từ. Đừng bắn đó, người bên. Sếp chào à. Bọn này sao đây hả? Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Phần tử khủng bố đó. Sếp à, sao ra được? Chúng tôi theo đường hầm của nhà trường ra đây. Bây giờ đường hầm bị nổ rồi, vô không được đâu. Có ai bị thương không? Không, tất cả bình yên. Ngoài được tôi ra. Anh thật là giỏi lắm. Đúng rồi, anh ta thiệt là giỏi. Rất may là có ảnh. Còn học sinh ở trống không? Không biết, nhưng mà chú Đạt ở trống á. Chú Đạt, ông cứu tôi. Ông cứu tụi anh. Ông giống như là chiến sĩ Dị Lai. Giống như chiến sĩ Dị Lai, nhưng không biết chết chưa nữa. Lập tức hành động. Yes sir. Chậm lắm đi, chậm lắm đi. Thôi chơi rồi, chơi lận như vậy, hai người bắn một người, chờ bạn ta tới đây tụi mày sẽ biết. Bắn. Các bạn cẩn thận, trong đó dưới này còn học sinh. Dẫn tụi nó ra. Đi ra, mau lên. Các bạn nghe đây, người chúng ta cứu là người đàn ông mập mạp quốc tịch Trung Quốc. Có đâu, có thấy không? Dạ không thấy. Sếp à, ông ta có đặc điểm gì không? Cái gì đặc điểm chứ? Lũ bịch.
thiệt là lố bịch. Bẩm chất của ông ta tốt không? Kiều kiếm vợ sao mà hỏi bẩm chất chứ? Thằng nào hỏi mày bà vậy? Có phát hiện gì không? Tất cả lớp học lục soát hết rồi. It's all fucking up out there. Oh dear. Move. Nè, anh bạn. Anh là Châu Tinh Tinh, Kiều Sếp Châu. Dạ, Sếp Châu. Có thấy Thương mình thấy Tường không? Dạ, ai? Jambo. Anh là Jambo. Ai vậy? Chủ nhiệm quân đạo. Chủ nhiệm quân đạo nào mà ngủ đây? Kéo ra đánh. Yes, sir. Kéo ra đánh. Dạ, đi. Điện đi cài mau. Sếp Châu à, tính sao đi? Khi ra ngoài cấp cứu. Vậy còn anh? Cứu người mau đi. Sếp Châu, tôi yểm trợ các anh. Chuẩn bị. Chạy. Anybody still alive? 有啊，影住我啊，大佬。 我而家已经去到最后一个机房度， Over。 有冇人收到？ Over。 Over。 喂喂喂， Hello。 Beast！ 进来。 No weapons, please. And the handgun?
easy. Very nice. Turn around. Why? Because I want you to turn around. Chú không sao chứ? Không sao, không sao. Viên đạn đó đâu rồi? Mày để ở đâu? Để con sau lưng. Vậy? Trong lưng rồi. Mày đã trúng đạn hả? Hồi nãy mày gắn nó phải không? Tên à, làm người thì phải trung trực thiệt thà chứ. Đừng có tối ngày mà lừa gạt người ta. Đừng có nói nhiều nữa, tôi đau đớn quá đi. Tao kêu xe của tôi. Khoan đã. Tại sao? Tôi vẫn có tối nguồn tới mà. Tôi lãnh công mới đi chứ. Mày lại ham mộ hư vinh. Ngon có gì? Không phải sao? Anh không phải là cảnh sát, tôi phải bắt ảnh. Tất cả hành động của Châu Tinh Tinh đều do con cọp của tổ trọng án Tào Đạt quê này.